Tàu sân bay là thước đo quan trọng về sức mạnh quân sự của một quốc gia lớn. Hiện tại, Trung Quốc sở hữu 3 tàu sân bay. Dù tàu Phúc Kiến vừa hạ thủy và hoàn thành thử nghiệm hành trình đầu tiên, nhưng sức mạnh quân sự của Trung Quốc vẫn không thể bàn cãi. Tuy nhiên, Nga, quốc gia sức mạnh quân sự đứng thứ hai thế giới, chỉ sở hữu một tàu sân bay duy nhất và đó là chiếc tàu cũ kỹ Kuznetsov đang trong tình trạng đại tu. Với trang bị tàu sân bay như vậy, thật khó để liên tưởng Nga với một cường quốc quân sự. Thực tế, xét về số lượng và chất lượng tàu sân bay, Nga thậm chí không thể so sánh với các quốc gia khác trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngay cả Ấn Độ và Ý cũng xếp trên Nga. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ. Tại sao Nga, với tư cách là người thừa kế tới 70% di sản công nghiệp quốc phòng của Liên Xô, lại không xây dựng tàu sân bay mới? Phải chăng Nga đã không còn khả năng chế tạo tàu sân bay? Vào tháng 10 năm 2016, tàu sân bay cốt lõi của Hải quân Nga, chiếc Kuznetsov, khi dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay đến Syria thực hiện nhiệm vụ, đã phun ra những cột khói dày đặc. Phát hiện điều này, người Mỹ không ngần ngại chế diễu gọi đó là một hạm đội nga mà không cần radar cũng có thể phát hiện. Sự mỉa mai của người mỹ đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm của nga. trình độ chế tạo tàu sân bay lạc hậu luôn là nỗi đau trong lòng quân đội nga. xét toàn bộ lực lượng hải quân, tàu Kuznetsov là tàu sân bay duy nhất mà họ có thể đưa ra. tuy nhiên, nó chỉ là một cổ vật còn sót lại từ thời liên xô. tàu Kuznetsov ra đời vào thời kỳ liên xô và khi quốc gia này tan rã nó mới được đưa ra khỏi xưởng đóng tàu, đang thử nghiệm trên biển đen. Chiếc tàu chị em của nó, Variag, sau đó được Trung Quốc mua lại và cải tạo thành tàu sân bay Liêu Ninh. Khác với số phận lột xác của Variag, tàu Kuznetsov trải qua nhiều gian nan. Sự tan giá đột ngột của Liên Xô đã dẫn đến cuộc tranh giành điên cuồng di sản của quốc gia này, khiến tàu Kuznetsov khi được biên chế vào Hải quân Nga gần như không còn gì trong tay các bộ phận dự trữ trên tàu rất thiếu thốn và các hệ thống của nó gặp nhiều trục trặc, tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn cho quá trình bảo dưỡng sau này. Năm 1995, khi đang hành trình trên biển Barents, tàu Knetsov gặp phải bão biển, nhiều lò hơi bị hỏng hóc, suýt chút nữa dẫn đến thảm họa. Vào tháng 2 năm 1996, khi đội tàu sân bay đang thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Malta, hệ thống động lực lại gặp sự cố, suýt nữa không thể quay về căn cứ hải quân Bắc Morsk. Năm 1998, hệ thống động lực và máy chính của tàu sân bay mới được sửa chữa, nhưng trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháo đài, do thao tác không đúng của nguồn tàu, 60 tấn dầu nặng bị do rỉ vào hệ thống điều khiển lửa, gây ra vụ nổ lớn. Năm 2005, máy phát điện trên tàu Kunetsov gặp trục trặc, dẫn đến cái chết của một người lính. Sau sự cố này, Tốc độ tối đa của tàu chỉ đạt 18 hải lý/giờ và cho đến nay vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng này. Năm 2003, sau khi được đại tu, tàu Kuznetsov vừa hạ thủy thì ống xả chính của máy bị cháy, buộc phải quay lại xưởng sửa chữa. Cùng năm đó, vào mùa thu, hệ thống ống dẫn khí áp cao gặp sự cố, khiến thời gian phục vụ của tàu phải hoãn đến năm sau. Kể từ khi được biên chế vào hạm đội Biển Bắc của Nga, tàu Kuznetsov liên tục gặp vận rủi cứ mỗi 2 đến 3 năm lại phải đưa vào xưởng sửa chữa, gần như mọi bộ phận của tàu đều đã được đại tu ít nhất một lần. Những năm gần đây, tàu Kuznetsov lại rơi vào sự cố phun khói đen, bao gồm việc thân tàu bị sập và nhiều vụ cháy trên bùng, khiến thời gian phục vụ của tàu hiện vẫn còn xa vời. Mặc dù chỉ mới hoạt động chưa đầy 30 năm, nhưng một nửa thời gian đã phải nằm trong xưởng sửa chữa. Biểu hiện yếu kém của tàu Kuznetsov đã khiến Nga trở thành trò cười trong cộng đồng quốc tế. Với tư cách là quốc gia có lãnh thổ rộng lớn nhất thế giới và là một cường quốc quân sự được toàn cầu công nhận, Nga lại không thể sở hữu một tàu sân bay nào đủ tầm cỡ. Thực trạng này đã khiến hình ảnh cường quốc quân sự của Nga bị suy giảm nghiêm trọng. Vì vậy, trong những năm gần đây, Nga liên tục công bố kế hoạch xây dựng tàu sân bay mới. Năm 2017, Nga đã tiết lộ mô hình tàu sân bay hạt nhân Storm có trọng tải 100.000 tấn. Sau đó, TASS của Nga cũng công bố một thiết kế tàu sân bay hạt nhân khác với trọng tải khoảng 70.000 tấn. Đến năm 2019, Nga tiếp tục giới thiệu một mô hình tàu sân bay có trọng tải khoảng 60.000 tấn sử dụng động lực thông thường. Tuy nhiên, ý tưởng thì vẫn chỉ là ý tưởng và kế hoạch vẫn chỉ là kế hoạch. Sự thật là cho đến nay, Nga vẫn chưa thực sự triển khai một dự án xây dựng tàu sân bay mới nào, điều này khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ liệu Nga có thực sự đủ khả năng xây dựng tàu sân bay hay không. Thực tế, những khó khăn và hạn chế trong việc xây dựng tàu sân bay của Nga đã xuất hiện từ thời Liên Xô. Từ khi phi công Mỹ thực hiện thành công chuyến cất và hạ cánh từ tuần dương hạm vào năm 1910, tàu sân bay đã có lịch sử hơn 100 năm. Trong khi đó, tàu sân bay của Liên Xô và Nga chỉ mới xuất hiện sau này, được xem như những thành viên mới trong gia đình tàu sân bay thế giới. Lịch sử xây dựng tàu sân bay của Anh và Mỹ có thể truy ngược về thời kỳ trước Thế chiến Y. Tướng Hải quân Liên Xô Kuznetsov với tầm nhìn chiến lược đã nhận thấy tiềm năng của loại tàu chiến lớn này và tin rằng tàu sân bay sẽ đóng vai trò trọng trong các cuộc chiến trên biển trong tương lai. Tuy nhiên, Do Liên Xô luôn theo đuổi chiến lược phòng thủ ven biển phối hợp với lực lượng lục quân, nên ban lãnh đạo tối cao của Liên Xô chưa từng đánh giá cao ý nghĩa của tàu sân bay. Mãi đến năm 1936, khi chiến tranh ở châu Âu bắt đầu đe dọa Liên Xô, Stalin mới quyết định xây dựng một lực lượng tàu chiến lớn, trong đó bao gồm ba thiết giáp hạm và một tàu sân bay. Kế hoạch xây dựng sáu tàu tuần dương và tàu sân bay được xếp vào thứ hai trong ưu tiên năm 1942, Liên Xô chính thức đưa việc nghiên cứu phát triển tàu sân bay vào chương trình nghị sự. Nhưng do chiến tranh, số Đức bùng nổ, kế hoạch này buộc phải dừng lại. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, khi các nước tiếp tục điên cuồng xây dựng tàu sân bay, Mỹ đã chuẩn bị xây dựng 16 chiếc, trong khi Anh vào năm 1948 đã hạ thủy 11 chiếc. Trong bối cảnh căng thẳng như vậy, Liên Xô cuối cùng cũng tăng tốc phát triển hải quân vào năm 1946, với kế hoạch xây dựng một loạt tàu chiến lược, tuần dương hạm và bốn tàu sân bay trong 15 năm tới. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, đến đầu những năm 1950, kế hoạch xây dựng tàu sân bay của Liên Xô vẫn chỉ tồn tại trên giấy. Năm 1955, khi nhìn thấy các nước phương Tây phát triển tàu sân bay rầm rộ, Đô đốc Kuznetsov không khỏi lo lắng Ông tiếp tục chủ trì việc lập kế hoạch xây dựng hải quân trong 10 năm của Liên Xô và kêu gọi các cơ quan chính phủ ủng hộ kế hoạch xây dựng tàu sân bay. Tuy nhiên, hành động này của ông đã chọc giận Khrushchev, người vừa lên nắm quyền và không mấy quan tâm đến tàu sân bay. Năm 1956, Khrushchev tức giận và trực tiếp cách chức Kuznetsov, khiến kế hoạch tàu sân bay của Liên Xô lại một lần nữa bị gác lại. Là người lãnh đạo mới của thời đại, Khrushchev chuyển trọng tâm xây dựng quốc phòng sang phát triển tên lửa, tàu ngầm và vũ khí hạt nhân. Ông tin rằng tên lửa là vũ khí vạn năng và dồn sức vào lý thuyết chiến thắng bằng tên lửa. Năm 1959, khi tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Mỹ, USS Polaris, lặng lẽ xuất hiện gần lãnh hải Liên Xô, chính phủ Liên Xô đã vô cùng lo ngại. Một số sĩ quan hải quân Liên Xô ủng hộ xây dựng tàu sân bay bắt đầu tìm cách vượt trước cứu nước đề xuất xây dựng các tàu tuần dương cỡ lớn và tàu sân bay trực thăng với mục đích khiến Khrushchev tin rằng Liên Xô không thực sự xây dựng tàu sân bay. Cuối cùng, tàu sân bay trực thăng Moskva, tàu sân bay đầu tiên của Liên Xô, đã bắt đầu được xây dựng vào năm 1963. Trong suốt thời kỳ Liên Xô, nước này đã chế tạo tổng cộng 9 tàu sân bay. Loạt tàu sân bay đầu tiên của thập niên 60 có năng lực chiến đấu khá hạn chế chủ yếu dùng để chở trực thăng, tham gia các nhiệm vụ chống ngầm. Đến thập niên 70, Liên Xô đã đóng 3 tàu sân bay lớp Kiev, nhưng sau đó do hỏng hóc và cải tạo, các tàu này nhanh chóng bị loại khỏi biên chế. Vào thập niên 90, Liên Xô cuối cùng cũng hạ thủy chiếc tàu sân bay thực sự đầu tiên có khả năng sánh ngang với các tàu sân bay của phương Tây, đó là chiếc Kuznetsov. Còn tàu chị em của nó, Varyag, và chiếc tàu sân bay hạt nhân siêu lớn Ulianovsk, hoặc là do thiếu kinh phí hoặc là do liên xô tan rã, đều không thể hoàn thành và hạ thủy. Sau khi liên xô sụp đổ, Kuznetsov trở thành tàu sân bay duy nhất mà Nga kế thừa từ Liên Xô. Nga, sau khi độc lập, đã giữ một thái độ nhiệt tình cao độ với kế hoạch xây dựng tàu sân bay, nhưng tiếc rằng họ hoàn toàn không có khả năng tự phát triển và xây dựng tàu sân bay. Việc xây dựng một tàu sân bay được coi là một trong những dự án kỹ thuật phức tạp và tốn kém nhất của nhân loại. Theo nga, chi phí xây dựng một tàu sân bay mới ít nhất là 40 tỷ usd. Đối với nga, một quốc gia có nền kinh tế yếu kém, đây rõ ràng là một gánh nặng khổng lồ. Đừng nói đến tàu sân bay, ngay cả trong những năm gần đây nga còn gặp khó khăn trong việc hạ thủy những tàu chiến mới. Để đưa vào hoạt động những tàu chiến chiến lược mới, họ thậm chí còn phải nhập khẩu từ pháp. Nguyên nhân cơ bản khiến nga không thể phát triển hải quân không phải do thiếu kinh phí mà là thiếu hụt về công nghệ. Sau khi Liên Xô tan rã, các quốc gia thành viên ngay lập tức tranh giành di sản của Liên Xô và Nga cùng Ukraine đã tranh chấp ác liệt nhất. Nhà máy đóng tàu Nikolaev, xưởng đóng tàu duy nhất của Liên Xô chuyên lắp ráp tàu sân bay, đã nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Để tránh tàu Kuznetsov rơi vào tay Ukraine, Nga đã vội vàng điều chuyển tàu này từ Biển Đen đến hạm đội Biển Bắc do Nga kiểm soát Mặc dù Nga giành được quyền kiểm soát tàu Kuznetsov, nhưng họ đã mất toàn bộ bản thiết kế và hồ sơ xây dựng tàu sân bay. Từ đó, hải quân Nga chỉ còn lại một chiếc tàu khổng lồ mà không nắm vững được công nghệ đằng sau nó. Ngay cả việc sửa chữa tàu cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Ukraine, chưa nói đến việc tự mình xây dựng tàu sân bay. Đối với Nga, sau khi Liên Xô tan rã, họ gần như không còn nắm giữ bất kỳ công nghệ nào liên quan đến việc xây dựng tàu sân bay mọi thứ phải bắt đầu lại từ đầu, mè, và tất nhiên là khó khăn tăng lên gấp nhiều lần. Sự thiếu hụt công nghệ, thiếu định hướng phát triển máy bay trên tàu, không rõ chức năng của tàu sân bay, cùng với hàng loạt vấn đề kỹ thuật khác, đã cản trở các nhà khoa học quân sự Nga. Thêm vào đó, nền kinh tế Nga suy thoái, thiếu kinh phí nghiên cứu và phát triển, nên việc phát triển tàu sân bay trở nên vô cùng khó khăn. Trong hai năm qua, Nga lại chìm đắm trong cuộc chiến Nga-Ukraine, không còn tâm trí và nguồn lực để nghiên cứu tàu sân bay. Tuy nhiên, may mắn thay, cuộc chiến Nga-Ukraine chưa lan rộng và lực lượng hải quân Nga tạm thời chưa cần thiết phải can thiệp. Nếu không, Nga có lẽ sẽ gặp bất lợi lớn trong cuộc xung đột quân sự này. Hiện tại, tàu Kuznetsov với lớp vỏ dì xét, cabin cụ kỵ, bung tàu trăng trịt và các thủy thủ với vẻ mặt mệt mỏi đã phản ánh rõ tình trạng của con tàu này. Từ khi được hạ thủy và đưa vào hoạt động, số phận đầy gian truân của tàu sân bay này dường như đã được định đoạt. Điều đáng buồn hơn nữa là hiện tại Nga hoàn toàn không có khả năng xây dựng một tàu sân bay mới để thay thế nhiệm vụ của Kuznetsov. Con tàu khổng lồ từng đại diện cho vinh quang của Liên Xô này cuối cùng phải tiếp tục hành trình trên biển với thân thể đầy thương tích. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu thấy hay xin quý vị hãy hoan hỉ cho chúng tôi một like và chia sẻ với mọi người để giúp kênh phát triển. Đồng thời hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau bạn nhé.